Ừ, thôi được, không sao đâu, bây giờ nó chưa làm chút này. Như vậy chúng ta đã học về cái bốn kiểu dữ liệu chính. Trong đó thì ba kiểu dữ liệu số nguyên, số thực và string thì đơn giản rồi, chúng ta biết cả. Nhưng mà đối với dữ liệu là kiểu logic ấy, kiểu bool ấy thì nó phức tạp hơn. Thì các cái phép so sánh các số nó sẽ là như này. Số hoặc là sâu, sâu cũng được so sánh với nhau nhé, theo thứ tự từ điển. Thì là phép lớn hơn này, phép nhỏ hơn này, phép lớn hơn hoặc bằng thì viết số bằng sát vào dấu lớn hơn, phép nhỏ hơn hoặc bằng viết số bằng sát vào ra sau có dấu nhỏ hơn. Phép mà so sánh hai số bằng nhau hay không, viết sát như thế này. Phép so sánh khác nhau. Thế thì đây là những cái phép so sánh các cái số hoặc là sâu. Và giữa những biểu thức logic đơn như vậy thì chúng ta có ba cái toán tử, là toán tử và là and, toán tử hoặc là or, và toán tử not, toán tử phủ định. Thì ba cái từ là and, or, not này đều là cái từ khóa của Python. Chưa tôi nói rồi là trong Python có một số từ khóa rất quan trọng. Có một số từ khóa là chúng ta không được phép đặt bên tên bên nhớ trùng với từ khóa. Ví dụ như là cái từ true này là từ khóa này. Đấy. Là từ false là từ khóa này. Từ and, or, not là những từ khóa, được chưa? Đó. Thì chúng ta có thể tạo ra những cái mà tạo ra các cái biểu thức logic kết hợp với nhau lại nhé. Ví dụ như là đây ở trên tôi có là m này, m m nhỏ hơn 1, o n lớn hơn 2 đây nhé. Thì m là m bằng 5 cho m nhỏ hơn 1 sẽ là false. False n lớn 2 là true. Như vậy là false or true thì nó chính là bằng vẫn là bằng true. Chúng ta nhớ lại cái hàm and nhé. And là cái hàm mà là kết quả là đúng khi chỉ khi cả hai cùng đúng. Còn một trong hai biểu thức là sai thì hàm and sẽ trả lại là hàm và trả lại là sai. Hàm or ngược lại đúng khi chỉ khi là một trong hai toán tử là đúng và là sai chỉ khi cả hai cùng sai. Còn hàm not rồi, hàm not là cái hàm mà phủ định. Not của true thì là false. Not not true thì là false. Not của false thì là true. Đó là những cái như vậy là cái chúng ta có thể kết hợp lại những cái biểu thức logic thành những cái logic phức tạp hơn, thì chúng ta gọi chung đó là các cái mệnh đề logic. Mệnh đề logic, được chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen các cái mệnh đề logic đó nhé. Thì nó nằm ở đâu? Thì nằm ngay ở cái lệnh rất quan trọng, là lệnh đầu tiên chúng ta học xong là lệnh if, lệnh nếu, chứ là lệnh dãy nhánh nếu thì đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta bắt đầu mô tả nhé. Cái lệnh nếu thì lệnh if là một trong những lệnh đầu tiên mà chúng ta sẽ học của Python, và nó sẽ rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ học cái lệnh đầu tiên rất đặc biệt đấy nhé. Bây giờ như này, thì bây giờ chúng ta sẽ làm thử một cái bài nhé. Đây, tôi sẽ làm thử cái này. Bây giờ tôi cho n bằng bằng 10 đi, được chưa? Không quan trọng, tôi học là tôi nhập toàn phím, được chưa? Rồi, sau đó tôi sẽ kiểm tra này. Nếu n mà lớn không, thì thông báo ra màn hình là n dương. Còn ngược lại, thông báo là n nhỏ hơn bằng không. Thì chúng ta dùng lệnh sau. If sau if là một điều kiện, là một điều mệnh đề logic. If n lớn hơn không thì đó, để chúng ta chú ý nhé. Thì sau lệnh if sẽ là một cái mệnh đề logic, và sau mệnh đề logic thì chúng ta phải bỏ hai chấm và xuống dòng. Bắt đầu đây, bắt đầu là Python đây, xuống dòng thì chúng ta phải viết thụt vào phần mềm tự động, thụt vào bao nhiêu, thì sau lệnh if là tất cả các lệnh sau đó là phải thụt vào hết. Giống như là lệnh cái thuật vào này là giống như đối với Pascal này phải có là begin end đấy, hay là giống đối với C thì có cái dấu mọc nhọn đấy, thì đây nó cần thuật vào là đủ. Thuật vào bao nhiêu? Thuật vào là về nguyên lý là thuật vào cần thuật vào là cho thuật vào thôi, còn không biết là bao nhiêu. Nhưng mà mặc định thì tất cả các phần mềm hay tất cả những người làm lập trình chuyên nghiệp ấy đều quyết định là thuật vào là hoặc thuật vào là một cái tab của bàn phím hoặc là bốn dấu cách đấy. Nghĩa là như vậy chúng ta nên if n lớn bằng 0 thì hai chấm xuống dòng và viết thuật vào đọc print print n
Green này, green đây số lớn hơn không, số lớn hơn không, được chưa? Thế rồi, ta chơi về còn còn n màu nhỏ không thì thôi, ta enter luôn này. Đấy. Như vậy là kết quả nó hiện ra này là số lớn không này, đấy. Được chưa nhé? Đấy. Thế bây giờ đây là, nhưng mà đây là if này, xong if có thể có nhiều lệnh, có thể là có nhiều lệnh chứ không phải là một lệnh, thì các lệnh có đều thẳng hàng, đều phải viết thuộc vào thẳng hàng nhé. Các lệnh chỗ này mà không thẳng hàng thì là sai, phải thẳng hàng. Và thường là thuộc vào là bốn dấu cách, chúng ta nhớ lại, thuộc vào đây là bốn dấu cách nhé. Và đây chính là cái, như vậy là if đây là một lệnh đầu tiên mà lệnh đặc trưng của Python. Vậy là đặc trưng của Python là gì? Là các cái nhóm lệnh ấy là phải biết thuộc vào và thẳng hàng. Và phía trước cái lệnh đó, thường là if chẳng hạn thì dấu 2 chấm cũng được. Thì tất cả những lệnh, còn tất cả các cái lệnh mà đại khái như vậy đều có chung một cái phương pháp như vậy nhé. Như vậy là cái việc viết thuật vào của Python là rất là hay. Nên vì chúng ta rất hay ở chỗ này. Nó ví như là chúng ta như là viết tay, chúng ta viết trên giấy, thuật vào là ta rất rõ ràng. Khi chúng ta cần phải gõ cái gì, chúng ta cần liệt kê cho thuật viết thuật vào cho nó dễ, cho thẳng hàng nhé. Đầu tiên chúng ta làm một cái bài toán đơn giản nhé. Là đây bài tổng quát này, là if tổng quát là if này. If này, sau đó là một cái điều kiện để thầy viết là cái viết điều kiện nhé, là cú pháp của nó này, là làm điều kiện là một cái biểu thức logic, xong đó là 2 chấm, xong nó xuống dòng để tôi viết lại đến mày bao lỗi, để tôi viết lại lỗi lệnh này cho chúng ta nhé. N là số bất kỳ này, thông báo là n là số là thông báo lại là nhập n bàn phím này, thông báo n là chẵn hay lẻ nhé, tức là như sau, if nhé, đây if n là chẵn, khi là số dư của n chia 2 là bằng 0, n nhé, thì số dư là 2 và bằng 0, so sánh với 0. Thì dưới đây chính là cái điều kiện là n là chẵn, được chưa? 2 chấm xuống dòng và print n là số chẵn, được chưa? Số chẵn đúng không? Rồi bây giờ chúng ta lại lùi ra đúng rồi, nó về cái thằng này là nó ở đây đấy mà, đúng rồi, chỗ đây thẳng hàng thằng này đấy, ra thẳng hàng nhé, là else, à nó thêm một chút nữa, được rồi, 2 chấm xuống dòng và print, cái chuyện này thì cũng được thôi, n là số lẻ. Như vậy là bạn thấy không nào, như vậy là lệnh tổng quát của hàm if là if này, điều kiện này, 2 chấm xuống dòng là các lệnh này, chút thuộc vào này, xong phần điều kiện rồi thì dễ nhánh thứ hai chúng ta có lệnh else lại 2 chấm xuống dòng là thuộc vào, được chưa? Đó, enter mày bảo enter nữa, mày bảo n là số chẵn đây này. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình luôn nhé, cho lập trình luôn này, đây chúng ta lập trình luôn nhé, chúng ta sẽ new cái bài mới này, bài qua chúng ta bỏ, ta cho chúng ta mà xóa đi nhé, bắt một để xóa hôm qua này, bài hôm nay nhé. Bây giờ tôi sẽ nhập từ bàn phím một số và thông báo lại n là chẵn hay là nhập chẵn hay lẻ nhé. Đây n bằng input. Python là cú lập trình mà yêu cầu viết thật thẳng hàng và chính xác, thì nó căn thẳng hàng để nó để nó tính toán các cái nhóm lệnh mà, cho nên cần phải nhập số nguyên bất kỳ. Đó. Đúng không? Các lệnh của nó phải thẳng hàng, để tất nhiên là lỗi này. Đây, luôn phải sát vào bên trái nhé, luôn sát vào bên trái đó. Rồi tiếp theo là if n 2 là số dư của n chia cho 2 hoặc 0 thì thông báo print là số lẻ,
tôi chặn, tôi chặn, được chưa? Lùi ra này, dùng cái phím ta dùng phím ta dùng cái hoặc là vào dùng phím backspace hoặc là dùng phím phím mũi tên thôi, lùi ra. Thế nên nó ra đây 1 2 3 4, tượng tượng nó là máy nó tạo ra là 4 dấu cách nhé. 1 2 3 4 rồi, 1 2 3 4 rồi, else hai chấm xuống dòng green. Vậy mày là cái bài đầu tiên chúng ta dùng đến cái cấu trúc gãy nhánh hay là gãy thuật vào. Tôi về lưu đây, chúng ta lưu ra cái bài hôm nay là cái bài đây, hôm nay là buổi thứ hai nhé. Tôi lưu ra cái bài sau này cần lưu lại chúng ta nhớ. Đây nhé, lần nhé, B2 này, bài 1 này. Đó, chúng ta chạy chạy thử nhé. Đây này, chạy thử đây. Đây, tôi nhập một số là 67 chẳng hạn, enter, nó là số lẻ đúng không nào. Bây giờ tôi giả sử tôi làm sai nhé, đây tôi giả sử tôi làm sai này, tôi else để cắt ra một cái này, xem máy mang lỗi không nào. Đấy, máy mang lỗi ngay. Cho nên là nó cần rất cần cái thẳng hàng, có cái lệnh rất quan trọng luôn. Thế đây là nó làm, đây nó làm cái cỡ hay mà cũng làm cái điều khác biệt đối so với C với Pascal. Với C Pascal chúng ta vô tư, chúng ta thuật ra thuật vào là vô tư chả ảnh hưởng gì cả đúng không? Dấu cách cũng ảnh hưởng nhưng mà đối với Python dấu cách là rất quan trọng. Tất cả các lệnh phải thẳng hàng tất cả. Đấy, ở đây này. Đấy. Vì là một lệnh ta sẽ thấy là nếu mà hai lệnh ta trong thẳng hàng hết ở đây. Nhưng mà lệnh mà các lệnh ở đây mà không thẳng hàng nhau là máy cũng báo lỗi. Cho nên đối với Python là cái viết lệnh là viết rất cẩn thận. Chứ bạn nào mà viết mà cầu thả ấy, viết lệnh mà cầu thả là sau này rất là khó mà chúng ta làm với Python. Được chưa? Đó. Nhưng mà đây là ví dụ đầu tiên nhé. Đầu tiên của Python. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm thêm một cái lệnh nữa chúng ta sẽ kiểm tra này. Bài số 2 luôn nhé. Bây giờ tôi mới nhập vào một cái số là số 5 và chúng ta kiểm tra xem số 5 đó là năm nhuận hay là năm không nhuận nhé. Thì chúng ta nhớ lại cái điều kiện của năm nhuận là gì. Năm nhuận là năm gì, là cái năm mà nó là hoặc chia hết cho 400 hoặc là nó chia cho 4 nhưng phải đồng thời không chia cho 100. Thì đó là cái yêu cầu của cái năm nhuận. Vì chúng ta làm thử nhé. Đây, chúng ta làm thử cái tôi nhập cái nhâm năm này vào và tôi kiểm tra xem năm này là năm nhuận hay là không nhé. Năm này in này. Đây. Input này. Nhập số 5 nhé. Hai cái nhé. Rồi ra kiểm tra này. If này. Nào, kiểm tra này. Nhuận này. Đầu tiên là nếu mà 5 mà chia hết cho 400, tức là 5 này chia cho 400 bằng 0. Đấy. Yeah. Thế đây là cái điều kiện 5 chia cho 400 bằng 0. Hoặc là yêu cầu phải có hai điều kiện đồng thời, hoặc là 5 chia hết cho 4 nhưng không chia cho 100 thì nó ta phải ngoặc vào dây này, hoặc là 5 đúng không? Chia cho 4, 5 chia cho 4 bằng 0 và đồng thời là 5 không chia hết cho 100. Tức là khác không. Đấy. Thì đây là cái điều kiện để mà tôi phóng to chúng ta nhìn nhé. Đây là điều kiện để mà cho cái biến cái tham số là cái số là cái biến nhớ là năm này là nó là năm nhuận nhé. Enter, hai chấm enter xuống thông báo biến cụ thể nhân năm này đúng không, năm này là
ta đưa ra else print năm không lợi nhuận. Đấy. Vậy tôi sẽ chia ghi ra thành bài bài 2 của hôm nay nhé. Ta chạy thử nhá. Đây này. Số 5 này. Năm 2020 nhé, enter là năm nhuận. Tôi kiểm tra luôn xem nó có đúng là nó là năm nhuận hay không nhé. Hôm nay này. Đây. Tháng 2. Ồ, năm nay không làm nhận, năm 2020, năm 21, 21 cơ, năm ngoái cơ, đúng không? Thôi được, năm ngoái cơ, đúng rồi. Năm ngoái. Đây, tháng 2 năm 2020 đây, 29 ngày, năm nhận đây. Năm nhận là năm tháng 2 có 29 ngày, đấy thì con cho thấy nhưng mà đây là như bài toán này đã đúng rồi nhé. Nhưng lại này, điều kiện năm nhận là gì? Là nó là hoặc là chế trị 400, hoặc là đồng thời phải chia cho 4 nhưng không chia cho 100. Đấy, thì chúng ta nhớ cách chúng ta viết như này nhé. Đây. Này chúng ta ghi lại để chúng ta nhớ nhé. Rồi thì như vậy chúng ta đã biết được cái lệnh đầu tiên là lệnh if, là một lệnh rất là quan trọng và nó có cái lệnh else ở bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một ví dụ nữa để chúng ta thấy là cái if nó có thể là nó rất là đa dạng, nó thậm chí có thể lồng nhau được. Ví dụ nhé. Ví dụ thôi, tôi lấy ví dụ chúng ta yêu cầu nhập vào một cái số lượng công tơ điện nhé, và cần tính giá điện. Giả sử tôi làm như sau, giả sử là từ 0 cho đến, giả sử thôi, cho đến 100 kWh thì chúng ta có là tính ra là ví dụ tôi lấy ví dụ nhé, thì tôi chỉ lấy ví dụ thôi là 6.1000 nhé. Còn từ 101 mà đến 200 đến 200 kWh thì sẽ ra là tính ra là 7 đồng, là 7.000 nhé. Còn trên 200 số thì nó sẽ là 11.000 đồng. Lấy ví dụ đấy nhé. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đây để chúng ta ghi để nhớ đi. Như vậy nó có 3 nấc, từ 0 đến 100 thì là 6.001. Một số từ 101 đến 200 thì nó là 7, còn từ 200 đến trở lên thì nó là 11. Chúng ta phải tính cái này. Được chưa? Chúng ta phải tính cái giá này. Đấy, thì chúng ta như vậy. Bây giờ tôi phân tích một chút nhé. Giả sử bây giờ cái số K là cái số mà chúng ta nhập vào, là số giờ kWh. Chúng ta kiểm tra nếu K nhỏ hơn 100 thì sao? Nếu K lớn 100 mà nhỏ hơn 200 thì sao? Còn nếu K lớn 200 thì như thế nào? Chúng ta phải chú ý nhé. Nhưng mà chung bài này nó hơi phức tạp một chút. Bây giờ tôi làm thử nhé. Đây. Bây giờ tôi làm thử và tôi sẽ tính. Tôi làm thử ngay trên này thôi. Tôi làm ở đây nhé. Bây giờ K này. Bây giờ K nhập vào. Số chung số bất kỳ thôi nhé. Mà tôi sẽ thử nghiệm trên màn hình này. Tôi lập chương trình sau. Sự tôi nhập K là 220 số nhé. Rồi thì bài tập của tôi là như sau này. Tôi tính cái giá tiền, tôi sẽ tính ra kết quả của tôi là tôi đặt là t nhé, t chính là tiền nhé. Vậy thì như sau này, đây t chính là tiền thì ta phải kiểm tra cho này if này, đúng không? If k mà nhỏ hơn hoặc bằng 100, đấy, được chưa? Thì sao? Thì tính T sẽ bằng là K nhân với 6.000 đồng. Đây là 6.000 đồng, đúng không nào? Đấy. Đó là một nhé. Bây giờ tôi else. Đây. Else đây là nếu K lớn hơn 100. K lớn 100 thì ta phải chia làm hai mức nữa. Là K lớn thanh nhỏ 200 thì sao? Lớn 200 thì sao? Như vậy if. Thêm if nữa này. If K nhỏ hơn hoặc bằng 200
200. Thì chúng ta sẽ chia làm hai mức, được chưa? Đấy, thì T sẽ bằng này. T sẽ bằng như sau này. T sẽ bằng là 100 số đầu nhé. 100 số đầu thì là 100 số đầu sẽ nhân với 6.100 đồng cộng với từ 100 đến k, tức là k trừ đi 100 số là số với giá cao hơn, thì ta sẽ nhân với gì? Nhân với là 7, nhân với 7. Đấy, có thể không nào? Nếu k nhỏ hơn 200 nhé, thì ta chia k làm hai mức. Phần đầu của nó tính theo giá là từ 0 đến 100 đồng thì tính là 6 trong 1 đây. Còn phần trên 100 thì là k trừ 100 thì tính theo giá này nhé. Đấy. Bây giờ tôi lại lưu lại nữa đây. Else này ở đây là gì? Là k lớn 200. Thì tôi sẽ phải tính như sau. Vậy T nhỉ? T sẽ bằng này. T sẽ bằng là 100 nhân với 6100 cộng với 100 nhân với gì? Nhân với 7 là số lượng kia từ 100 đến 200. Và cuối cùng là K trừ đi 200 nhân 11 000. Đây nhân với 7. Tôi hay nhầm nhé. 000. Ở chỗ này là 7.000. 000. Vậy tôi làm lệnh xong rồi, tôi enter này. Xong. Kiểm tra cái T là bao nhiêu. T là từ cái tiền T sẽ là 1.500.000 đấy. Thấy không nào? Thế bây giờ tôi có thể là tôi copy cái này sang phần hóa chương trình rồi đấy. Phần hóa chương trình nhé. Đây. Chạy chương trình này. Tôi new một cái bài mới này. Đấy, bài mới nhé. Copy cho nó nhanh này. Ở trên này là tôi k này bằng in k, thậm chí là float luôn được. Float input nhập số công tơ điện ngộ nhà bạn nhé. Đấy. Đấy, tôi copy xuống đây cho. Tôi kiểm tra luôn if k là nhỏ hơn 100 như thế này. Đấy. Nó có số đỏ đây là bị sai đấy, thiếu chỗ này. Rồi. Hết rồi đấy. Máy tự nó kiểm tra. Chỗ này là đủ rồi đấy. Sai như nào nhỉ? Float k bằng. Kiểm tra xem là do cái gì mà nó có lỗi như này. 1, 2, 3, 4. Mẹ. Hay là thừa dấu nháy ở trên. À đúng rồi, thừa dấu nháy. Thừa dấu nháy thế ơi. Đúng rồi, thừa dấu nháy. Thế thừa dấu nháy ở trên. Đúng rồi, thừa dấu nháy. Xong chưa? Xong rồi đấy, đúng không? Đấy, bây giờ tôi chạy thử nhé. Bây giờ tôi lưu cái bài này thành bài là bài 3. Bài 3. Đấy, chạy thử nhé. Nhà này hôm nay nhà tôi là 245 số. À, chưa in ra, quên chưa in ra nhé. Chưa in ra cái kết quả. Đây, in ra đây chứ. Print. T. Số tiền. Số tiền cần đóng là T. Đồng. Làm lại nhé, tính thử nhé. Vì nhà tôi chạy tôi có 120 số thôi thì nó là có mấy 750.000 đồng. Vì tôi nhập là 300 số thì rất là nhiều tiền. Đấy, ví dụ thế nhé. Đấy thì đó là kia. Vậy chúng ta đã học thêm được cái lệnh gì? Là cái lệnh lệnh if else. Ta nhớ chưa nào? Lệnh if else là cái lệnh rồi, lệnh if lệnh else nhé. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp xong lệnh nữa. Thế IT mình không cần phải khai báo hết thầy. Sao cơ?
biến nhớ không cần thay khai báo trước đó rồi. Tất cả cái gì mình nhớ là gán luôn trực tiếp luôn, không cần khai báo. Khai báo xong rồi thì mày nó sẽ lập kiểu của nó nhé. Biến nhớ ở trong Python là hoàn toàn không cần khai báo, rất là tự do, cái này rất là hay của Python, rất là mạnh, chưa tôi nói rồi. Là không phải như Pascal chúng ta khai báo trước, đây là vô tư. Bây giờ tôi biết là t này bằng 1 này thì t nên là số nguyên. Bây giờ t tôi biết là 1.1 thì t là số thực. Bây giờ t tôi biết là như thế này thì nó lại p nó là string, là sâu. Bây giờ t tôi viết là bằng chu như này thì nó lại là bool. Như vậy là một cái biến nhớ là nó là cho phép chúng ta dùng thoải mái, hoạt động được. Và khi chúng ta khai báo rồi thì nó lưu vào trong bộ nhớ. Còn chúng ta muốn xóa đi, chúng ta dùng lệnh đen, đen làm từ khóa để chúng ta xóa đi. Xóa. Khi ta xóa rồi thì gõ để máy nó báo lỗi ngay. Máy nó báo là không có biến t, là không còn nữa. Còn đây t thì biết là bằng 17 đây. Thì t sẽ luôn là 17. Và kiểu của t nó sẽ là kiểu nguyên. Được chưa? Đó. Như vậy là biến nhớ ở trong không cần khai báo. Rồi. Như vậy if là lệnh đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ sang lệnh thứ hai, cũng là một lệnh rất quan trọng mà trong lực lượng trình bậc cao. Đó là lệnh lặp. Thì là for. Thì trong Pascal, trong C nó giống nhau là for i từ 1 đến n, đúng không? For k bằng 1 đến n là hai như vậy. Thì ở trong Python thì nó viết khác một chút, chúng ta phải chú ý tẹo như này nhé. Đây, ví dụ tôi sẽ in ra các số từ 1 đến 100, được không? In được. Đây thì dùng là như thế này, for i. Đấy, không phải là bằng nhé, mà là for i là một số biến bất kỳ. In, và nhớ lại cái lệnh này rất quan trọng, in range. Đấy, 100. Như vậy là đáng lẽ ở trong C Pascal là i bằng từ 0 đến n hay là từ 1 đến n. Thì ở đây ta dùng từ khóa là in cũng là một từ khóa nhá. In, for là một từ khóa, in là một từ khóa. Đấy. Còn range là một cái hàm, chúng ta sẽ hiểu sau. N, mỗi bên này số n. Thì mới hiểu gì, lệnh này là cho y chạy từ 0 đến n trừ 1, ta đến 99. Lệnh này mà tôi viết trên bảng trên màn hình này là tương với lệnh trong C là for, trong Pascal là for i bằng 0 to 99 nhé. Thế là cái này sau chúng ta phải hai chấm lại, là như là hai chấm nhé, và xuống dòng thụt vào, và tất cả các lệnh lặp đều thụt vào trong lệnh for này. Được chưa? For. Bây giờ tôi print i thì máy sẽ ra cách đây ra là 99, cái 100 số là từ 0 lên đến 99 nhé, một số ở trên một hàng. Enter này. Đấy. In ra lại ra từ 0 trên cho đến 99, bạn thấy không? Dọn trên nhá. Đấy, 0 này. 0 cho đến 99. Đấy. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ tôi viết lại này, bây giờ tôi viết là tổng quát hơn này, n, tôi cho n bằng 90 chẳng hạn. Xong mình là for i in range. Đây, nhớ lệnh nhé. Cái lệnh for ở trong mọi ngữ lập trình thì lệnh for là một trong lệnh hay dùng nhất. Cái tần số dùng là nhiều nhất. Cho nên ở trong Python cũng vậy thôi. For là lệnh hay dùng nhất, chúng ta sẽ phải thuộc lòng cái này. Cứ for in range chúng ta nhớ như vậy nhé. In range đây là n. Enter. Và chúng ta in ra i chạy từ 1 cho đến từ 0 cho đến n trừ 1, tức là đến 89. Chúng ta print. Bây giờ tôi mới thêm các bạn một chút nữa nhé. Cái lệnh print ý, nếu mà chúng ta cứ viết một dãy các giá trị ra thì máy in sẽ in ra một dãy các giá trị cho xuống dòng. Tại biết rồi. Nhưng mà ngoài ra thì print còn có một tham số đặc biệt là như này. Chúng ta nhớ lại nhé. Là tham số có tên là n. Đấy, bằng. Đây, ví dụ cách như thế này. Đấy, thì máy hiểu như sau này. Máy hiểu là nó sẽ in ra các số i, sau đó là dấu cách,
và không xuống dòng. Và không xuống dòng. Cho nên lệnh này là lệnh là in ra các số từ 0 đến 89 trên một hàng ngang. Trên một hàng ngang. Enter thử xem nhé. Lệnh in ra trên một hàng ngang. Hàng ngang là từ 0 đến 89. Tôi có thể viết nhỏ nó ngắn lại này. For K in range 20 thôi. Cho nó dễ hơn nhé. 20 nhé. Là print K phẩy N bằng, như vậy là cái tham số N là tham số đặc biệt ở trong, không phải tham số để in ra mà tham số để điều khiển lại in đó, thì cái này chúng ta sẽ học sau nhé. Nhưng mà cho hiểu như vậy là in ra các số từ 0 đến 19 trên một hàng ngang. Enter này, trên một hàng ngang, được chưa? Thế bây giờ tôi làm mạnh hơn này, mạnh hơn nữa nhé. Bây giờ tôi muốn in ra các số là số chẵn từ 0 đến 20. In được không? In được. Tôi làm for k in range 20. Đấy. Không in ngay mà ta dùng lệnh, ta dùng lệnh if k lấy thương lấy số dư số 2 mà nếu k cho 2 mà bằng 0, tức là ta chẵn cái gì nữa đúng không? Không thì print. Như vậy là lệnh if ở trong lệnh for là trong là for có lệnh if. Lệnh print này là làm trong cái lệnh if nữa đúng không? Lệnh print i bên k chứ. À, và đây là gì? Đây là n bằng đó. Như vậy là for nhé, k in range 20, tức là k chạy từ 0 đến 19. Sau đó là với mức k như vậy chúng ta kiểm tra, nếu mà k là chẵn, k chết cho 2 bằng 0 thì ta in k ra. Vậy là sẽ in ra các số chẵn từ 0 đến 19. Em thử enter này. Đấy. Là 0 đến 18 là số chẵn. Mọi người đã hiểu chưa? Đấy, cho nên là cái ta có thêm lệnh for nữa, for lệnh rất là hay như vậy. For lệnh rất là hay nhé. Thế ơi, em có ý kiến ạ? Ừ. Tôi... Thì có thể cho bọn em cái cú pháp tổng quát của vòng lặp for không ạ? Giống như bắt can ấy ạ. Khi mà for thì biến đếm bằng giá trị đầu 2 chấm giá trị cuối to n do gì đấy để cho bọn em nhớ được ạ. Đây, chứ bắt đây là tổng quát là gì nữa? Vâng, nhưng mà ngoài cái hàm dùng cái hàm range này ra thì còn có cái cấu trúc, tức là ngoài cái em sử dụng hàm trong cái vòng for này ạ. Thì có thể sử dụng cái khác được không ạ? Có, nhưng mà để học sau. Nó ngay ra mình là không hiểu đâu. Cái từ từ sẽ hiểu. Bây giờ đừng đi trước như thế nhé. Cái này cái từ học tôi học tôi hiểu cái đó là hiểu ngay. Chứ còn các bạn mà muốn tìm hiểu sâu lên for này thì học vài năm nữa. Em nghĩ là mình cái này cứ nó sẽ vào nhé. Nhưng mà for biến nhớ in range là lệnh hay dùng nhất. Chứ nó giống hình như lệnh for bằng k bằng từ 1 đến bao nhiêu đấy, n đấy. Đúng không nào? Còn hỏi thêm là mà thế nên muốn là ở trong C nó có lệnh là down to như thế nào, đúng không? Nó giảm như thế nào, vân vân, tăng như thế nào, là tăng cách như thế nào, nhiều lắm thì phức tạp, ta từ ta sẽ học nhé. Giờ ta sẽ thấy cái hay của Python. Nhưng mà cái em nói luôn em là nó có cái ý là tổng quát chẳng hạn như thế. Không, nó không có cái tổng quát như là kia đâu. Cái ra nó không có thôi, nhưng mà nó dài lắm. Vâng. Tổng quát thì nó vô tận lắm. Thì nó về cái cách làm của nó, cách tổ chức của cái thằng Python rất là hay. Là thầy, thầy cho em hỏi nữa là khi mà mình dạy học sinh ấy, thì mình có phải, tức là mình cũng dạy vòng for như này, hay là mình phải nói với lại tổng quát? Không, dạy như này thôi. Dạ, như trong sách giáo khoa viết có viết hết như này luôn nhé. Trên các bạn dạy hết như là như tôi làm này thôi. Thậm chí các bạn có làm phải làm ngắn hơn được không? Còn tôi làm được khi tôi trở về lớp mình thì tôi làm nhanh hơn một chút. Còn thực tế các bạn dạy trên lớp các bạn dạy sẽ ngắn hơn, sẽ chậm hơn như này. Có khi cả một buổi học chỉ có một cả một tiết chỉ có một lệnh for. Đây là tôi là từ nãy giờ là vừa lệnh if lệnh for luôn lập tức. Như vậy là thằng bạn mình lại đưa làm lệnh nữa. Nhưng mà tôi có thể dạy gộp lại. Còn thực tế các bạn dạy dài dài nó ra. Riêng lệnh if không, riêng lệnh if không quy là hai tiết thì mới xong lệnh if. Ví dụ thế, tôi lấy ví dụ thế. Để cho các em hoạt động nữa nó cũng lâu nữa đấy. Ừ, đúng thế nhé. Đấy thì như vậy, cái lệnh for là cái lệnh như thế nhé.
Thế bây giờ tôi nói luôn này, bây giờ muốn tìm hiểu sâu hơn lệnh for thì chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn lệnh range. Đó, thì lệnh range là nó như thế này. Lệnh range là lệnh nó mô tả một cái vùng giá trị. Đấy. Khi chúng ta viết là 100 như này thì máy hiểu là bắt đầu từ 0 và kết thúc là 99, hay tổng quát nó là n, đúng không? Tức là bắt đầu là 0, kết thúc là n-1. Đấy. Nhưng mà chúng ta có thể đưa ra cái tham số mạnh hơn là như này, là 1 như này. Là bắt đầu từ 1, kết thúc là n-1. Đấy, như vậy là tổng quát của cái hàm range này là như sau, là như anh nói đấy, chúng ta đây là start này và đây là stop. Đấy. Là như thế nhé. Là như vậy là cái lệnh tổng quát của range một dạng thôi, một dạng tổng quát là nó có hai tham số là start và stop. Thì cái stop này là bắt buộc phải có. Chính là cái n, chính là 20 này. Đấy, hay là n này. Còn start này có thể vắng đi. Nếu mà không có nó thì máy hiểu là số 0. Như vậy khi tôi viết lại range n như này thì máy hiểu là range 0n. Còn khi viết là range 20 thì máy hiểu là range từ 0 đến 20. Còn khi tôi viết là range start stop thì hiểu là bắt đầu từ start và kết thúc bằng trước stop. Nhé, hay lấy ví dụ như là đây. 1 10 thì máy hiểu đây là từ 1 cho đến 9. Máy hiểu là từ 1 đến 9. Được chưa? Đây bây giờ tôi làm thử như vậy, tôi mới in ra for k in range từ 1 đến 20 nhá. Sau tôi in ra số từ 1 đến 20 thì tôi viết như này, k n bằng, được chưa, chúng ta sẽ in ra từ 1 đến 20. Và như vậy ta thấy cái hàm range tổng quát một chút là nó có cái biến, nó thêm một tham số nữa phía trước đây, là nó tham số nữa trên tham số start nhé, start để tham số n, tham số stop. Thì đây là cái dãy số, là dãy chỉ số là bắt đầu từ 1 và tăng lên và đến trước 20 thì dừng lại, đến 19 thì dừng lại. Đấy. Nhìn ra trên một hàng ngang như thế này. Thấy không nào? Anh vừa. Được chưa? Thì bây giờ tôi làm tiếp một cái bài tập khác nhé. Bây giờ giả sử tôi cho bây giờ cần đếm xem là bài tập đếm là trong từ khoảng từ 1 cho đến 100 thì có bao nhiêu số là bội của 3. Đấy, làm như nào? Thì chúng ta phải dùng một cái biến nhớ để ta đếm. Thì bắt đầu tôi là bằng 0 nhé. Và tôi for k in range từ 1 đến 100, tức là từ 1 đến 99. Còn nếu máy tính muốn là 1 đến 100 thì chúng ta sẽ phải đây là 101, là từ 1 đến 100 nhé. Rồi. Và kiểm tra if k là bội của 3, tức là k chia cho 3 bằng 0 thì cao tăng lên 1 cao. Cái này nó lại biến đếm, được chưa? Đó, biến đếm. Thì sau lệnh này thì ta sẽ đếm được. Đây, enter. Mà ta kiểm tra xong k này là bằng bao nhiêu. Đây, k là bằng 33. Như vậy là trong khoảng từ 1 đến 100 là có 33 số là bội của 3. Được chưa? Như vậy là ta thấy cái hàm for là một cái hàm rất là hay sử dụng. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thêm một số bài tập nữa nhé. Làm bài tập này. Bây giờ chúng ta sẽ làm số bài tập sau đây này. Đây ta làm đây nha. Bây giờ nhập vào số n và chúng ta cần đếm xem là n là có bao nhiêu ước số thực sự của n. Nhé, new này, cái bài mới này. Ở trong khi lập trình thì chúng ta chú ý rằng là cái dấu thăng này là các cái ghi chú. Bắt đầu từ thăng trở về sau là ghi chú. Chứ cái thăng này có thể viết ở cuối của một cái hàng nhé, ở cuối một cái dòng nhé. Đây là chúng ta tìm tính số ước số thực sự của n là số thăng nhập vào từ bàn phím. Tính số ước số thực sự của n, tức là những cái đó là những số từ 1 cho đến n trừ 1, không phải n nhé, mà là ước của n, để cho tính đếm hay đếm, dùng từ đếm thì đúng hơn nhé, đếm số ước số của một n. Thì nếu số này mà bằng 1
thì n là cái n nó là nguyên tố, còn đến cái số này nó là lớn hơn 1 thì n nó là hợp số, được chưa? Rồi chúng ta làm thử nhé. Chúng ta sẽ n chúng ta tính này, n chúng ta nhập vào là một số để in này, input này. Nhập số tự nhiên n. Đấy. Và do đếm nhé, chúng ta cao này, có một biến đếm là cao, tức là còn không này. Đấy. Sau tôi for y cao được y in range từ 1 đến nhỏ n. Đấy, ta tính từ 1 trở đi nhé, nhỏ n. Không tính nhỏ n nhé. Và kiểm tra nếu mà y là ước của n thì tăng cao lên một đơn vị. If n lấy số thương cho y nhé mà bằng không, tức là y là ước của n thì chúng ta tăng cao lên một đơn vị. Cao bằng nhé. Và chúng ta sẽ print n có cao ước số thực sự. Bài này tôi sẽ lưu lại là bài số 4 của hôm nay nhé, số 4 nhé. Thế quan thêm rất đơn giản đúng không nào? Nhưng mà có lệnh for này, lệnh if này, đó. Và chúng ta luôn chú ý nhé, lệnh sau lệnh for y in range sau hai chấm xuống dòng thuộc vào là một tác hay là một dấu cách, sau if được quyền của if đây lại hai chấm thuộc vào, lệnh nữa đây, lệnh p là ngang hàng, lệnh for nằm ở trên này. Đấy. Chạy thử nhé, đây tôi lấy 100 chẳng hạn, máy in ra là có 8 ước số thực sự. Tôi thử tìm một số khác nhé. 101 có một số, và chính bài này chúng ta có thể sửa một chút thôi là chúng ta có thể thành một bài tập khác là nhập số n và kiểm tra số n có phải là nguyên tố hay không. Nếu mà cái số cao này bằng 1 thì n là nguyên tố, còn nếu cao mà là khác 1 thì n là hợp số, được chưa? Đấy, ví dụ như vậy thôi cho đơn giản, được chưa? Đấy, như vậy là cái chúng ta đã làm quen thêm với lệnh for, lệnh if là cái lệnh mà là rất quan trọng nhé. Lệnh for tạm thời như thế nhé, chúng ta sẽ còn quay lại lệnh for này rất nhiều lần ở trong các bài sau nữa, chứ không phải là hết. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói luôn một lệnh khác nữa mà cũng rất là hay dùng, mà nằm trong cái cấu trúc lệnh điều khiển chính của Python, đó là cái lệnh lặp với số lần lặp không cố định. Lệnh for là nó nằm trong cái nhóm lệnh là cái lệnh lặp mà với số lần lặp là cố định. Nó làm để tâm vì nó là trong cái hàm range này, là trên số lượng lặp là cố định, trong được quy định bởi cái hàm range này nhé. Còn lệnh lặp nữa mà lặp là không cố định thì nó là lệnh lặp ở trong C và ở trong Pascal nó có lệnh while và lệnh repeat. Ở trong C nó có lệnh while không lệnh repeat, nhưng mà ở trong Python có lệnh while không lệnh repeat nhé. While tức là trong khi mà cái điều kiện này mà đúng ấy, điều kiện này mà đúng này, đó, điều kiện này mà đúng này nhé, là hai chấm xuống dòng thuộc vào thì nó lệnh while. Lệnh while là một lệnh như vậy, lệnh là lệnh lặp mà gì, máy sẽ kiểm tra điều kiện này, nếu mà đúng thì vẫn chạy tiếp ở phần sau, còn điều kiện làm sai thì sẽ dừng lại. Thì lệnh while là một lệnh lặp rất là nổi tiếng, như là cái lệnh chung cho tất cả các mô hình, tất cả các ngữ lực trình bày cao, nên là cái lệnh này cũng rất là dễ hiểu. Khi học sinh đã hiểu lệnh for rồi thì sang lệnh while là cũng dễ hiểu. Chúng ta cùng nhau làm vào một số lệnh nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ
Bây giờ chúng ta sẽ làm, đây chúng ta sẽ làm như này nhé. Bây giờ một tập như này nhé. Cho trước số n bất kỳ, ví dụ như là 200, cho trước số m bất kỳ nhé. Ừ, thì tôi nghĩ rằng là tôi dùng vậy gì hơn. Cho trước số n thôi nhé. Bây giờ yêu cầu của bài của tôi là gì? Yêu cầu của bài của tôi là tôi sẽ cần phải n bằng 201, thế thôi nhé, ví dụ thế nhé. Bây giờ cần tìm ra cái ước số đầu tiên của n mà là lớn một tôi không tính, tìm ra cái ước số đầu tiên của n mà là lớn một, được chưa? Đấy thì tôi làm thế, thì làm như nào? Em làm như sau, thì tôi sẽ phải lập, tôi cho một cái biến k chạy từ 2 trở đi, cho k tăng lên cho đến khi nào mà k là ước của n ta dừng lại. Đấy thì ta dừng lại, thông báo số k ra, thì k chính là cái ước số nhỏ nhất, hay ước số mà lớn một mà nhỏ nhất của n dừng lại, được chưa? Tôi cho k chạy k từ bằng 2, ta kiểm tra như sau: y trong khi mà k không là ước của n thì ta tăng k lên một đơn vị, trong khi n k khác không, trong khi mà khác không thì ta tăng lên khi nào mà nó bằng không thì ta dừng lại. Đây là điều kiện là trong khi đúng như thế thì ta chạy nhé. Này thì k bằng k cộng, kiểm tra k sẽ chỉ là cái số, k chỉ là cái số mà là số 3, là cái ước số khác một nhỏ nhất của n, được chưa? Đấy, bạn đã hiểu chưa? Hiểu lệnh y được chưa? Đấy, y nhé, y là trong khi mà k, chừng nào mà k là chưa là ước của n, hay là n chia cho k không, n không chia cho k, hay là số dư của n chia k là khác không, ta tăng k lên một đơn vị, thì ghi k đây chính là cái ước số khác một nhỏ nhất của n nhé. Đó, thì đây là một bài tập rất là hay, dùng để ta kiểm tra xem n có phải là một số nguyên tố hay không. Đây, khi tôi làm cái bài đó nhé, tôi làm thử sang cái bài này là bài số 4 này, đây nhé. Bài này sẽ là cái bài mà tôi chỉ ra cái ước số lớn hơn một nhỏ nhất của n. Đấy. Thì nếu số đó mà là bằng n thì suy ra là n là nguyên tố, còn nếu n số đó mà nhỏ n thì n là hàm số nhé. Đây tôi làm như sau: in này, input này, nhập số tự nhiên n, được chưa? Rồi sau chúng ta sẽ làm như sau: chúng ta sẽ cho k bằng 2 và chúng ta sẽ lập đường lệnh y, đường y n k, chừng nào mà k hãy còn là không là ước của n, ta tăng k lên một đơn vị cho đến khi nào dừng lại, khi nào mà k bằng khi nào mà k là ước của n thì ta thì mới thôi. Để ta kiểm tra luôn, nếu mà ít này k bằng n thì thông báo n là số nguyên tố, else print n là hợp số. Đấy. Đây là cách làm rất là hay nhé. Cái bài tập đơn giản. Bài này tôi sẽ ghi ra thành là bài 5 của hôm nay. Nên hôm nay đây là cái bài kiểm tra. Cái bài này là bài kiểm tra.
là số nguyên tố. Được chưa? Nhắc lại này, rất đơn giản nhé. N nhập từ bàn phím này, xong cho K, cho K bằng 2 và tăng tăng dần lên, tăng lên cho đến khi nào mà là K là ước của N thì dừng lại. Tức là khi là cùng lắm khi N là nguyên tố được K chạy đến tận N thì mới dừng lại. Thì nếu K bằng N dừng lại, khi K bằng dừng lại thì K bằng N thì là tập print ra như này. Đấy, N là nguyên tố. Thế thì chúng ta dùng lệnh OI. OI là một cơ chế lệnh lập rất đơn giản. Như vậy cái lệnh OI này là giống hệt OI của C và giống hệt OI của Pascal, không khác tí nào cả. Mà tuy là khác ở đây ta chú ý là ta sau OI có điều kiện, sau điều kiện là phải hai chấm xuống dòng và viết thuật vào. Tất cả lệnh lập để viết thuật vào hết. Đấy. Như vậy chúng ta vừa học xong, tôi vừa nói qua các bạn cả ba lệnh liền ấy, lệnh if này, lệnh for và lệnh while. Đó là ba cái lệnh mà đều có cấu trúc mà chúng ta phải hai chấm xuống dòng và thuật vào. Rất đặc thù của Python. Thế buổi hôm nay là buổi thứ hai chúng ta học chính cái đó, là cái phần lõi đấy, cái phần lõi rất quan trọng ban đầu của Python. Chạy thử nhé, sao đúng không nào, chạy thử nào. Đây, chạy bản này. Này, từ 101 chẳng hạn. Nguyên tố. Nhập vào một số lớn nhé, lớn hơn nhé. Số này là số này là hợp số. Mà tôi truy ra là cái ước số là ước số đó là hơn nào, truy ra được. Cuối đây tôi có thể in ra luôn đây là n là hợp số và in ra số hạng số đầu tiên. Thêm vào đây nhé. Print. Vuông để cho nó yên tâm nhé. Ước số nhỏ nhất. Ước số lớn hơn 1 nhỏ nhất. Là K. Gọi thêm lệnh nữa. Đang kiểm tra luôn đây nhé. Chạy thử này. 1, 1. Đấy, số nhất của nó là 11. Nhưng số này là số chết cho 11. Tôi làm thêm lệnh nữa nhé. Thế là 59. Và thấy như mà chúng ta bộ tập đơn giản thôi, nhưng mà dùng lệnh OI. Đấy, như vậy là ở đây nhé, là chúng ta ở đây là lệnh OI này, tăng K lên này, thuật vào này, if này. Trong if này lệnh dây nhánh 1 là có lệnh else nữa, lệnh dây nhánh 2 này có hai lệnh viết thuật vào nhé. Nhưng ta viết đây là sai ngay này, ta viết này là sai này. Đấy. Hai thằng này không thuật vào là tức bày báo lỗi ngay nhé. Kiểm tra xem lỗi như nào nhé. Lệnh báo lỗi ngay. Báo lỗi ngay này thì nó gọi là indent bị sai này, indent bị sai. Đấy, không đúng. Nên thằng này nó đây là một điểm rất là hay của Python, cũng là một điều mà với những người nào làm quen viết lập trình, quen Pascal hay C là viết rất thoải mái về mặt dấu cách, thì sau đây sẽ bị hơi cảm thấy hơi bị khó chịu một chút. Thời gian đầu tiên, có khi đã quen rồi thì thấy bình thường lắm, không có gì cả. Như vậy trong Python ta phải rất chú ý từng dấu cách một, là phải chú ý khi viết các lệnh, không được viết sai đâu. Nghĩa là khi chúng ta xuống dòng thẳng hàng sau như này, ta phải viết thẳng hàng. Và trong cái chương trình nó rất là đẹp, là nó rất thẳng hàng. Rất đều đặn, thẳng tắp từ trên xuống dưới. Thuật vào là rất là rõ ràng. Thuật vào tức là nó là một nhóm lệnh con rồi đấy. Nằm trong cái lệnh nằm trong cái nhóm lệnh if hoặc lệnh else hoặc lệnh while hoặc lệnh for. Chỉ chỗ lại nó có vài lệnh như vậy thôi. Tất cả những cấu trúc chính của lệnh của Python nó chỉ gồm có lệnh if là 1, for là 2 và while là 3. Chỉ có 3 lệnh đó. Đó là 3 cái lệnh điều khiển, cấu trúc điều khiển chính của Python. Và cũng như là nó cũng giống tất cả mọi thứ là chỉ khác cũng được như vậy cả nhé. Các bạn chú ý nhé. Được rồi, thì như vậy chúng ta quay lại cái này. Như vậy buổi thứ hai chúng ta đã bắt đầu làm những cái bài tập mà nó phức tạp hơn rồi đấy, đúng không? Chúng ta học về lệnh bool, những cái biểu thức logic, và chúng ta đưa nó vào trong lệnh if này và lệnh while, những lệnh while, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ các bạn đã hiểu nhỉ? Thì tôi nói thêm một chút nữa, có hai lệnh, có hai cái từ khóa nữa. Cái này
Cái này là cái phần trong trong sách giáo khoa chúng ta có đấy, trong dạy cho học sinh, như dạy cho vần sau nhưng mà tôi nói luôn ở đây. Tức là trong lệnh lặp ấy, trong cấu trúc lặp của tất cả mọi công ngữ lập trình nói chung, chứ không phải chỉ đối với Python, cả với Pascal hay là C hay là mọi ngữ lập trình khác, thì trong lệnh lặp, hai lệnh lặp thôi, lệnh lặp for và lệnh lặp while, thì có hai cái từ khóa rất quan trọng. Một là cái từ nó tên là cái từ break nhé. Break là cái gì? Break là cái lệnh mà chúng ta đang trong lệnh lặp, nếu gặp break lập tức là thoát ra lệnh lặp, thoát ra luôn và ra ngoài luôn, dừng toàn bộ lệnh lặp lại. Chúng ta đang trong lệnh for, đang lệnh for này, gặp lệnh break là dừng lại là thoát ra, đó là lệnh break. Nhưng mà lệnh break lệnh là lập tức dừng lại vòng lặp và thoát khỏi vòng lặp. Lệnh thứ hai rất quan trọng là lệnh là continue, cũng là một từ khóa. Cái từ break là một từ khóa, còn continue là một từ khóa nữa nhé. While là từ khóa này, for là từ khóa này, if else là từ khóa, break là từ khóa, continue là từ khóa. Thì continue là gì? Continue là như sau, là một cái lệnh nằm trong vòng lặp. Nếu gặp lệnh continue thì lập tức là không đi tiếp nữa và quay lại đầu vòng lặp. Đấy, thì nó lại continue. Chúng ta đang làm dở dừng mà gặp lệnh continue thì lập tức là không đi tiếp nữa mà quay lại từ đầu. Còn nếu gặp lệnh break thì dừng lại. Được chưa? Rồi, thế thì chúng ta cùng nhau làm thử cái bài trên nhé. Làm thử cái chúng ta làm thử tại cái lệnh cái trình này này. Nhưng mà không dùng thay cái while này bằng cái for thì làm như nào? Tôi để ra ngoài cho dễ nhé. Bài 5. Đây bìa như này. Đây bìa tôi sẽ save as sang bài 5A đi. 5A là cái bài mà tôi sẽ thay cái lệnh while bằng lệnh for. Lệnh while bằng lệnh for. Và tôi sẽ dùng cái cấu trúc là break thì ta dừng lại nhé. Nhưng mà lại n bằng đây nhập từ bàn phím mà cho ca chạy từ 2. Và tôi không biết tôi có dùng mà tôi bỏ cái này nhé, và tôi không dùng lệnh while nữa, nhưng tôi bỏ cả cái này đi. Đấy. Rồi, như sau này. For k in range chạy từ 2 đến n nhé. 2 đến n cộng 1. Để chúng ta chú ý. Khi dùng range, vì range nó chạy từ start và đến trước cái stop này, cho nên là chạy từ 2 đến n thì ta phải viết là 2 n cộng 1 nhé. Đây. Và kiểm tra như sau này. Bây giờ là if này. If nếu mà là k là ức của n thì lập tức là dừng ngay, dừng ngay vòng lặp for là if, và là if n if k là chết n chết cho k, hay là số dư của n chia k là bằng gì? Bằng không. Được chưa? Nếu như thế này thì lập tức là dừng lại, ta dùng lệnh break dừng lại. Tức là dừng lại lệnh dừng lại cái lệnh for luôn. Thì cái lệnh này là tương đương cái đoạn này tương đương với lệnh while lúc nãy. Cho k chạy từ 2 cho n này nhé, là nếu mà k là ước mà là ước của n thì tức là break luôn, dừng lệnh for lại luôn. Đấy, mà cứ là như vậy. Đấy, break nhé. Về cái bất lập của lệnh if đây, chạy thử nhé. Là 101 này là nguyên tố này, chúng ta thử nữa này. 1 này đó là hộp số nhé. Như vậy là cái lệnh while nãy, cái lệnh while ở bài 5 ấy, tôi mở bài 5 cho bạn xem. Cái bài 5 nhé. Đây, cái bài 5 này, cái bài 5 là dùng lệnh while như này này. Đấy, là cho k bằng 2 và tăng k lên 1 nếu mà k chưa phải là ước của n. Còn k là ước của n thì lệnh while cũng dừng lại luôn, và đây k chính là cái ước số nhỏ nhất khác lớn một của n. Còn 5A chúng ta dùng cái lệnh break. Đây. Thấy con này. Được chưa? Đấy. Rồi.
Thế bây giờ tôi sẽ làm tiếp cho các bạn một bài tập nữa nhé. Chúng ta sẽ tranh thủ chúng ta luyện đi một vài bài luyện luyện cái luyện xung quanh các lệnh if này, lệnh if này, lệnh for và lệnh while là những lệnh rất là cơ bản. Và tới cái bài này là chúng ta có thể làm rất nhiều bài tập rồi. Thì trong sách của tôi thì là xong cái bài này là chúng ta xong cái bài số 3, bài số 3 của sách của sách giáo khoa. Nhé. Bài số 3 của sách giáo khoa. Bây giờ làm thêm một lệnh nữa này. Là cái lệnh như sau này là nhập hai số từ bàn phím và chúng ta tính ước số chung nhỏ nhất của hai số đó, chung nhất của hai số đó. Thì sau đây là một cái ấy nhé. Là một cái em chúng ta làm sang bài số 6 là nhập hai số từ bàn phím và chúng ta sẽ tính ước số chung lớn nhất của hai số m và n. Chúng ta dùng hàm Evan để chúng ta nhập hai số này. Hai số này cách nhau bởi dấu phẩy, được chưa? Và đưa vào. Rồi, chúng ta làm như sau này. M này, phẩy này, n nhập luôn từ bàn phím vào nhé. Evan input nhập hai số tự nhiên cách nhau bởi dấu cách rồi cách nhau bởi dấu phẩy nhé, không phải dấu cách nhé. Chú ý trong lệnh input thì chúng ta nên để như sau, chúng ta nên gõ cái dòng chữ nhập liệu này, sau đó là hai chấm cách ra dấu cách, mình dùng dấu nháy để cho nó có cách, để cho nó nhìn nó đẹp cái chỗ ta nhập, chứ không nên để như này. Đấy, như này thì là nó xấu lắm. Để cách ra cho đẹp. Đấy, đẹp hơn nhé. Đấy. Xong rồi thì tôi cho các bạn xem cái thuật toán hay dùng nhất mà đơn giản nhất cho học sinh nó dễ hiểu. Là như sau. Là chúng ta đây, là cái lệnh là y trong khi mà m mà khác n thì chúng ta sẽ biến đổi như sau. Nếu m lớn n chúng ta giảm m đi. Bằng em giảm đi đây. If m mà lớn n thì chúng ta giảm m đi bằng m chia n. Ngược lại, else nếu mà m nhỏ hơn bằng n thì ta giảm n đi, giảm theo đúng m. Đó. Thì sau đây này thì là cái khi mà m bằng n thì chúng ta chỉ ở chung lớn nhất nhé. Chúng ta print ra. Ước chung lớn nhất là em à, được chưa? Tôi tập đơn giản như vậy thôi. Đây là bài số 6 đúng không? Bài số 6. Thì tôi là chạy thử này. Đây là 12,18 chẳng hạn. Thì chung nhất của nó sẽ phải là 6. 6 đúng rồi. Tôi nhập làm tiếp tục nhé. Nhập ví dụ như là 15 27 chủ nhất là 3. Sao đấy, cái số đề nó rất là dễ hiểu cho nên chúng ta có thể làm cho học sinh số bình thường là dễ hiểu được. Còn đối với học sinh chuyên tin thì sẽ có những thuật toán khác hay hơn mà thôi chúng tôi không nói ở đây nhé. Đó thì đó là một vài cái em hôm nay là cái buổi mà chúng ta sẽ học chỉ một vài cái bài như vậy thôi, nhưng mà tôi nhắc lại một chút này. Như vậy chúng ta đã vừa mới học mà hôm nay là buổi thứ hai, nhưng chúng ta học xong chúng ta đã học được khá nhiều. Tôi nhắc lại nhé. Thứ nhất là chúng ta về cái về kiểu dữ liệu thì kiểu dữ liệu đơn thì chúng ta chú ý là Python nó hỗ trợ bốn loại kiểu dữ liệu đơn giống như các cái ngữ lập trình khác thôi. Là kiểu dữ liệu là in là số nguyên, kiểu dữ liệu là float,
là số thực, kiểu dữ liệu là str là kiểu dữ liệu là string sau ký tự, kiểu dữ liệu bool kiểu dữ liệu logic. Ngoài ra thì chúng ta chú ý là chúng ta đã học thêm một cái nữa là cái khái niệm biến nhớ. Tôi nhắc lại về biến nhớ nhé. Biến nhớ thì cũng giống như ngôn ngữ khác thôi, là một cách khác là biến nhớ như sau. Biến nhớ là đối với Python là như này, là thứ nhất là nó là biến nhớ là làm cái tên bất kỳ mà phân biệt chữ hoa chữ thường, giống như là C phân biệt chữ hoa chữ thường. Thứ hai là nó chỉ chứa chữ số ký tự và dấu gạch dưới, gạch gạch ngang dưới, không chứa tất cả các loại ký tự khác. Tất cả ký tự như là dấu cách không chứa, là dấu thăng, dấu và, dấu tất cả các dấu cộng, dấu trừ, dấu lần không chứa hết. Và ý thứ ba là chỉ có thể bắt đầu bằng chữ cái hoặc là bằng dấu gạch dưới, không được bắt đầu bằng số. Thế là ba cái yêu cầu của biến nhớ. Và biến nhớ thì không được phép dùng chung với các cái từ khóa. Chúng ta chú ý nhé, ở trong nếu quản lý tí thì là cái màu sắc của các cái khi chúng ta gọi là tức là máy nó đổi màu. Đấy thì cái chữ này class này, đây là từ khóa này. Còn in không phải từ khóa nhé, in là không phải từ khóa nhé, in là kiểu dữ liệu tôi một nó màu nó hồng hồng là không phải từ khóa. True này. Rồi, thụ là cũng là từ khóa đấy, nhưng mà hiểu sao ở đây đâu. Để ta để class lên không ấy nhé. Class là từ khóa này, true này là từ khóa này, false là từ khóa này. Từ khóa này, từ khóa nữa là từ khóa nào, lệnh if này là từ khóa này, else là từ khóa này, for là từ khóa này, while là từ khóa này. Thế nhỉ, là break là từ khóa này, continue là từ khóa này. Mình gọi sẽ học càng về sau học chúng ta càng thêm từ khóa, nên đây là từ khóa chúng học cho đến buổi hôm nay nhé. Hai từ khóa thì cái biến nhớ là không được phép dùng chung các từ khóa này. Bây giờ tiếp theo là chúng ta học thêm cái khái niệm mà mệnh đề logic và các biểu logic là những cái biểu thức logic đơn, là biểu thức so sánh số và sâu. Ngoài ra có thêm các cái từ khóa nối như là các toán tử logic, toán tử and nhé, toán tử và này, toán tử or, toán tử hoặc, toán tử not, tất cả từ đều là từ khóa hết. Thấy không nào, từ khóa nhé. Rồi tiếp theo là các cái chúng ta vừa học thêm ba cái lệnh rất quan trọng là lệnh for. Lệnh for, lệnh nó là lệnh if, lệnh for và lệnh gì, và lệnh while. Lệnh if while thì rất giống rồi, nó là if này sẽ nó là điều kiện này, nó là điều kiện này, đúng không? Rất logic này, sau là hai chấm xuống dòng thì cấu trúc của nó là y hệt như các lệnh khác, cũng rất là dễ thôi, không có gì. Nhưng chú ý là khi mà hai chấm xuống dòng người ta phải viết thuật vào. Lệnh why cũng vậy, lệnh why là điều kiện thì máy kiểm tra điều kiện là đúng thì nó có thực hiện, nếu sai thì nó dừng lại, trong khi mà điều kiện đúng thì nó vẫn chạy xuống dòng và các lệnh bên trong. Còn dưới lệnh for thì là khác hẳn. Lệnh for là như sau. Lệnh for là một cái biến nhớ bất kỳ, k không cần khai báo trước, k in range sau range là một giá trị, hoặc là start stop hoặc là stop hoặc là stop không thôi, ví dụ là n là cái gì này thì là cái biến là cái range nó chạy từ 0 đến n trừ 1. Còn tôi viết là 1 n thì phải hiểu là chạy từ 1 đến n trừ 1. Còn muốn chạy từ 1 đến n thì phải viết là n cộng 1 như thế này. Ta hiểu cái là vũ hai chấm. Và lệnh này là tương đương là sau mỗi lệnh lập thì lệnh k tăng lên từ 1 cho đến n, thế nó lệnh for, được chưa? Đấy thì như vậy là đây là những cái lệnh đầu tiên. Hôm nay là buổi thứ hai mà chúng ta đã học được khá nhiều rồi đấy.
Hôm nay là tương đương với chúng ta học xong được 3 bài. 3 bài, 3 bài của cuốn sách của tôi đấy. Các bạn có hỏi gì không nhỉ? Biết các bạn về nhà các bạn cứ làm tập của cái của cái bài 3 nhé. Đấy, của cái bài 3. Cuốn sách khoa đấy, cuốn sách của tôi đấy nhé. Thấy thầy em hỏi tí, nếu mà bây giờ mình muốn in ra các số từ 20 đổ về, tức là in lùi thì cái chỗ ram ấy có thay đổi như nào không thầy? Tức là in ngược lại gì? Vâng ạ, in các số chắn ngược lại chẳng hạn ấy, từ bao nhiêu về. Chúng ta làm như thế này, hơi nâng cao một chút nhé. Đây này, in 20 nhé, thì bắt đầu từ 20 này, đổ về này, đổ về chỗ nó không này, đúng không? Bà biết trừ 1 vào đây thôi. Rồi, em đang bảo chắc là hàm ram ngược lại. Là ngược lại cho là các tốt và master như này và đây là print. Print đi số 1 là được mà. Ừ đúng rồi. Đây. Vâng. Ra vì thì em đánh thử ran 20.0 thì cũng được. Được. Nó ra thêm chỉnh. Vâng, em cảm ơn. Đúng rồi nhé. Để trở lại cho họ xem. Tôi biết nhầm cái là không phải chỗ này là... tức là thực ra cái hàm ren nó còn mạnh hơn là nó là cái hàm ren này, nó đúng ra là phải như này, nó là start này đúng không, start này đúng không, stop này và step nữa cơ. Step là các cái bước nhảy, thì nếu bước nhảy là âm ấy, âm một thì nó đi lùi xuống thôi nhé, thì là gì, nó bắt đầu từ start này và đến trước vị trí stop thì dừng lại, mặc định vâng. Step bằng 1 thì nó tăng, còn tức là vâng, step em hiểu rồi. Từ 1 thì nó vâng. Tăng. Vâng, em cảm ơn. Thôi chúng ta dừng ở đây nhé. Em chào thầy ạ. Tôi chào các bạn. Thầy ơi, cho em hỏi câu nữa thầy. Thầy. Thầy ơi. Thôi em hỏi đi. Vâng, cho em hỏi nếu mà cái step ấy mà mình muốn nhảy là 2 ấy, tức là nhảy theo số chẵn ấy thì là mình nhập 2 cũng được đúng không thầy? Được. Tất nhiên vâng, rồi. Vâng. Bất kỳ. Tức là vâng, tức là cái step ấy là sẽ mình làm muốn nhảy bao nhiêu thì mình sẽ điền đúng, giá trị của nó vào đúng không? Vâng vâng. Vâng vâng, em cảm ơn thầy. Được, chia tổng quát của nó này. Tổng quát nhé. Có là như này, nhưng cái này nó nâng cao rồi. Tức là nếu mà cái hàm run có một giá trị thôi thì nó là chính là stop nhé. Còn có hai giá trị thì nó là start stop. Còn nếu có 3 giá trị thì nó là start stop step. Hàm ren là nó có khả năng là nó 3 cái hàm ren đấy. Như hàm ren thì biết là hàm ren là 20 như này thì nó gì, nó là từ đó là 0 đến 19 được chưa, còn nếu thì biết là 1 20 thì nó là từ 1 đến 19, còn nếu để như thế này 20 cho nên là 2 thì là bước nhảy là 2. Nếu bước nhảy mà là âm ấy thì bắt buộc là nó phải cái số start phải lớn hơn số lùi về số stop nhé, ví dụ như là 100 như này và là bước mà step là -2 được chưa, còn nên mình biết như này, tôi biết là 1 20 -2 thì sao nhỉ, thì nó không lùi được thì nó rỗng, đây là một dãy rỗng vâng. không lùi được nhé. Vâng ạ. Được chưa? Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá.